Nguyễn Ngọc Ngạn kể lại sự thật về chuyến tàu vượt biên đầy nghiệt ngã, bày tỏ khát khao được về Việt Nam sinh sống, nhưng vẫn mang mặc cảm trong lòng. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ngày 9 tháng 3 năm 1945 tại huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây cũ, là con thứ ba trong gia đình có 6 người con. Năm lên 8, ông theo gia đình xuống Hà Nội, sau đó ra Hải Phòng để di cư vào Nam năm 1954. Những năm đầu tiên, gia đình ông sống khá giả trong một xóm công giáo gần Củ Chi. Năm 1957, gia đình ông di chuyển vào khu trung tâm và cư ngụ tại vùng ngã ba Ông Tạ. Những năm trung học, Nguyễn Ngọc Ngạn theo học trường Nguyễn Bá Tòng đến năm đệ nhị. Nhờ đậu cao trong kỳ thi tú tài 1, ông được nhận vào trường Chu Văn An và lấy bằng tú tài 2 tại đây. Sau đó, ông theo học Đại học Văn khoa và trở thành giáo sư ngoại ngạch cho một số trường công. Năm 1970, Nguyễn Ngọc Ngạn bị gọi đi lính sau khi lập gia đình với một nữ sinh trường Saint Thomas tên là Lê Thị Tuyết Lan. Đầu tiên ông ở sư đoàn 9 bộ binh, sau đó được chuyển về tiểu đoàn tác chiến ở quận Cái Bè. Cả một tiểu đoàn không có ai là người Bắc, cho nên tiểu đoàn trưởng kêu ông là Thiếu úy Bắc Kỳ. Tại đây, Thiếu úy Bắc Kỳ giữ chức phụ trung đội trưởng vũ khí nặng vào những năm 72, rồi ngoi lên làm đại đội phó. Chưa đầy một năm, ông được tuyên truyền về bộ chỉ huy, làm nhiệm vụ trông coi quân số của tiểu đoàn. Đến năm 1974, khi Nguyễn Ngọc Ngạn mới có con được nửa năm thì được Bộ Giáo dục biệt phái về dạy học tiếp với cấp bậc trung úy. Sau ngày giải phóng, ông được nhà nước tạo điều kiện đưa đi học tập cải tạo, dù lý lịch không được đẹp, rồi được trả tự do vào năm 78. Đó là quãng thời gian dài ông nợ ơn vợ, người phụ nữ trung thủy vẫn hàng tháng đi tiếp tế cho chồng. Dù khi về ông được các cán bộ ưu ái, cho vào danh sách đi phát triển những vùng kinh tế mới, nhưng một phần lo sợ vì có mối quan hệ đặc biệt với một số linh mục cực đoan từng nổi dậy chống chính quyền, một phần vì quen cuộc sống làm ít ăn nhiều trước kia. Lúc đó phong trào vượt biên cũng đang nở rộ, nên ông ấp ủ ý định vượt biển. Gần trăm lượng vàng mà ông giữ được thời chế độ cũ, cùng số tiền buôn bán lặt vặt của vợ, nhanh chóng bị mấy kiều bào lừa mất sau những chuyến đi chui bất thành. Đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại, với số tiền đó, nếu cả gia đình còn ở Việt Nam, chắc vẫn được đoàn tụ trong cảnh khá giả, ấm cúng. Rồi Nguyễn Ngọc Ngạn được một người quen cho vay 20 lượng vàng, kèm lời hứa sau khi qua Mỹ sẽ làm trả lại. Ông cùng vợ và đứa con trai 4 tuổi quyết định vượt biên, trong chuyến đi sinh tử được báo trước. Trên chiếc thuyền gỗ Homhem, chủ tàu nhồi nhét hơn 300 người lên đó. Đây là loại thuyền đánh cá, có hầm chứa nước đá để ướp cá. 100 người đàn ông bị dồn xuống hầm, cấm không được trèo lên, chỉ có một cửa vung nhỏ để lấy không khí và hàng ngày bên trên sẽ ném thức ăn xuống. Phụ nữ và trẻ em thì được ngồi ở tầng trên cùng với thân nhân của chủ thuyền và tài công. Từ lúc bước chân xuống thuyền, ông không được liên lạc với vợ con nữa. Trên cuộc hành trình mà đa số là đám người Hoa, ông và những người Việt bị dồn vào cuối hầm. Con thuyền nhỏ gồng gánh quá nhiều giấc mơ hão huyền, nên nước lúc nào cũng ngập ngang ngực, rác rưởi nổi lềnh phềnh cũng không ai thèm vớt. Họ còn đi tiểu luôn trong quần, ngay chỗ mình ngồi cho tiện. Thức ăn thì không tới lượt, vì những người ngồi gần cửa đã lấy hết, lâu lâu mới quẳng xuống. Lúc thì cái bánh tét, khi thì ổ bánh mì đã cứng như thanh củi. Tuy vậy, ai cũng tự an ủi là cuộc hành trình sẽ không lâu, cố gắng chịu đựng vài ngày là tới bến. Bước sang ngày thứ bảy, trong giấc ngủ chập chờn, ông nghe thấy tiếng vợ gọi để có chuyện khẩn cấp. Lách qua dòng người chật cứng, ông hồi hộp chui qua cái lỗ thông hơi nhỏ xíu. Có người nào đó đã nắm ống quần kéo lại, chỉ còn mỗi cái quần đùi khi lên tới tầng trên. Trong không gian mờ tối, gió biển tạt phù phù, mưa lác đác rơi. Xung quanh là những cơn sóng biển cuối năm đánh vào mạn thuyền dồn dập. Ông nhìn lại phía buồng lái thì không thấy chủ thuyền đâu nữa. Thì ra thuyền chỉ còn cách bờ biển Mã Lai khoảng nửa cây số. Cảnh sát nước bạn đã dựng sẵn mấy cây đại liên và đèn pha chiếu thẳng vào con thuyền. Chủ thuyền và những tài công đã đeo phao nhảy xuống bơi vào bờ, nói là để bàn bạc với cảnh sát để đưa thuyền vào bến, nhưng nửa ngày rồi chưa thấy quay lại. Nhìn thuyền như sắp đắm, phụ nữ trên boong thì chẳng ai biết lái, hơn 100 đàn ông ngồi dưới hầm thì tưởng vẫn đang chạy bình thường. Ông đã dự đoán mình sắp chết, nhưng vẫn cố bình tĩnh dặn con ơi, đằng nào thuyền cũng sắp chìm, bây giờ con ôm lấy cổ ba, để ba nhảy xuống biển rồi bơi vào bờ. Thực ra ông chẳng biết bơi, mà nếu có thì cũng không đủ sức, bởi vì bờ ở quá xa, cố nhướng mắt nhìn cũng chỉ thấy lờ mờ trong mưa. Đứa con trai hơn 4 tuổi, quấn chiếc khăn quanh người ướt đẫm từ đầu xuống chân, run lẩy bẩy nhìn ông rồi gật đầu miễn cưỡng. Nhìn mấy bình ni lông đựng nước ngọt đã uống hết, nằm lăn lóc trên sàn, Nguyễn Ngọc Ngạn nắm bàn tay lạnh ngắt của vợ rồi giục vợ ôm vào người nhảy xuống, may ra sóng sẽ đánh vào bờ, chứ đến khi thuyền vỡ thì khó lòng mà sống được, vì trong lúc hoảng loạn, vài trăm con người sẽ níu chặt lấy nhau. Vợ nhìn ông bằng ánh mắt ly biệt, khi vừa đưa tay làm dấu mong Chúa che chở qua cơn nguy khốn thì một đợt sóng vĩ đại ập tới, làm chiếc thuyền lật ngang, vỡ tung buồng lái ở tầng trên. Tiếng người đồng thanh kêu rú lên, bị tiếng gầm của sóng át đi, bao nhiêu thứ ngổn ngang trên thuyền đều rụng hết xuống biển, cuốn theo quá nửa hành khách gồm đàn bà và trẻ em. Ông té lăn trên sàn trong khối nước mặn khổng lồ vừa ập tới, đôi bàn tay của quặng bám víu bất cứ thứ gì để sống còn. Khoảnh khắc làm dấu cũng là khoảnh khắc cuối cùng ông còn được nhìn thấy vợ.
đứa con ông cũng vụt khỏi tay rồi văng xuống biển. Ông níu được một sợi dây nào đó nên vẫn còn bám lại được trên thuyền. Nhưng chưa kịp hoàn hồn để đứng vững thì lớp sóng khổng lồ ấy lại rút ra mạnh hơn, làm thuyền lật ngang một lần nữa ra phía ngoài. Và lần này trên boong tàu không còn một ai sót lại, tất cả đều rụng xuống biển. Nhưng đau đớn hơn cả là thuyền đã chìm dần xuống đáy biển mà hầm vẫn chưa vỡ, cho nên hơn 100 người đàn ông dưới đó đều ngộp hết khi biến cố xảy ra. Ông rơi xuống, cố gắng vùng vẫy theo bản năng sinh tồn. Trên mặt biển bao la, sóng nhồi khủng khiếp, đàn bà con nít ngụp lên lặn xuống, bám lấy nhau rồi chìm dần. Ông uống no nước, cố ngoi lên được một chút để thở, rồi lại bị sóng cuốn đi không định được phương hướng. Trong những giây phút nghiệt ngã, ông oắt ức lắm, bởi nếu không vì giấc mơ Mỹ mà những kiều bào gieo rắc trong đầu, gia đình ông có lẽ đã có một cuộc sống đủ đầy trên mảnh đất quê hương. Gần trăm lượng vàng lúc ấy cũng đâu phải con số nhỏ. Ông dần dần mất đi nhận thức. Khi tỉnh dậy, nước ọc từ trong bụng ra giúp ông hồi sinh. Ông thấy mình nằm sấp trên đống xác ngổn ngang. Ông vùng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Lính Mã Lai đang quây những người sống sót vào gốc dừa. Họ cũng như ông là những người được sóng đẩy vào bờ và may mắn thoát khỏi tử thần. Nhưng họ không được phép cứu những người bị ngộp nước. Nếu được cấp cứu, ông tin chắc trong đám người nằm kia, ít lắm cũng có cả chục người sống dậy. Lính Mã Lai không cho cứu, bởi vì những con người dân chủ tàn nhẫn ấy đang cố moi móc nốt số tiền vàng của những người xấu số. Ông bò loạng quạng tìm vợ con, khi thấy được con mình thì cháu đã không thể cứu được nữa. Còn vợ ông thì chắc sóng biển đã đánh trôi đi mất rồi. Sau 3 tháng ở trại tị nạn, bởi lòng căm hận giấc mơ Mỹ đã khiến gia đình ông tàn tạ như vậy, nên ông chọn định cư tại Canada. Ông tự chọn một cuộc sống khép kín, gần như là biệt lập. Tuy là một người có sức ảnh hưởng lớn tại kiều bào hải ngoại, nhưng số những người bạn chân tình, ông đếm chỉ trên đầu ngón tay. Đã nhiều lần, ban giám đốc trung tâm Thúy Nga còn gặp khó khăn khi có việc gấp, bởi ông không dùng điện thoại, cũng chẳng dùng internet. Nguyễn Ngọc Ngạn chỉ ra ngoài lúc thực sự cần thiết, còn không sẽ ở nhà viết truyện và xem phim. Mãi đến năm 1982, ông mới tái hôn với người vợ mới chỉ sau lần đầu gặp mặt. Cặp đôi có chung với nhau một mặt con trai, hiểu được ám ảnh trong đầu ông, họ cũng chọn sống một cuộc đời khép kín. Vì thế họ đã có cuộc hôn nhân viên mãn đến tận bây giờ. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng ông luôn có một khát khao được quay trở về quê hương, nơi mà tình cảm là thứ được coi trọng hơn hết, nơi tình làng nghĩa xóm lúc nào cũng đong đầy, giúp đỡ nhau mỗi khi hoạn nạn khó khăn. Ông hối hận lắm vì lỡ bán đi bầu trời tự do ở Việt Nam để mua một cuộc đời giàu có bên trời Âu, mà sang đây nào có được hạnh phúc, suốt ngày du rú trong nhà cũng chẳng khá giả gì, vì tiền kiếm được cũng nhiều đấy, nhưng mọi thứ lại đắt đỏ, không dễ sống giống như Việt Nam. Nhìn bạn bè thời chế độ cũ vẫn đang sống tốt tại quê hương, ông lại thấy thèm thuồng. Ông chia sẻ mình luôn nhớ miền Bắc da diết, dù cuộc đời của ông gắn bó với Sài Gòn nhiều hơn, nên nếu về quê hương, ông sẽ sống tại Sơn Tây là quê hương của mình. Chứ còn Sài Gòn thì ông thấy không cần thiết lắm, vì ông đã sống ở đó 21 năm rồi. Lý do duy nhất mà ông chưa thể về nước là mặc cảm vì những phát biểu chống đối nhà nước khi ông mới sang hải ngoại. Lúc đó ông phải làm một cách miễn cưỡng, có thể là vì miếng cơm manh áo, sợ những kiều bào cực đoan sẽ tẩy chay những sản phẩm của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết những trải lòng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Hãy để lại những lời tri ân của mình dưới phần bình luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé!